Trước khi nhà thuốc đắp thuốc cho bệnh nhân, nhà thuốc sẽ xem hình ảnh các X quang sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật vết đinh gãy 1/3 xương đòn. Sau đó bệnh nhân có ra viện tháo đinh. Đây là kết quả khi X quang kiểm tra sau khi bác sĩ chỉ định làm mổ phẫu thuật để tháo đinh. Còn đây là X quang sau khi bệnh nhân tháo đinh được 1 tuần. Trên phim thể hiện hình ảnh xương đòn bệnh nhân đã bị gãy lại, xương như lệch lên trên và xuống dưới. Hiện tại bệnh nhân có hiện tượng đau nhức ở vị trí gãy, trình ở viện làm mổ để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nghiền xương. Tiên lượng khoảng 2 tháng là xương đòn của bệnh nhân sẽ can hoàn toàn. Vì ngày trước bệnh nhân có ra viện, sau khi bệnh nhân kiểm tra xong, bác sĩ chỉ định tháo đinh. Và sau khi bệnh nhân tháo đinh về được 2 tuần, bệnh nhân hiện tượng đau và nhức buốt ở vị trí gãy. Bệnh nhân có ra viện kiểm tra thì thấy hiện tượng xương đòn bệnh nhân đã bị gãy nặng, hình ảnh xương lệch lên trên và xuống dưới. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nghiền xương để cho xương mau can, giúp bệnh nhân chóng hồi phục và sinh hoạt được bình thường. Chị mổ cái xương đòn này tháo đinh được bao nhiêu ngày, làm sao nẹp ấy? Em nó nẹp được 1 tháng 20 ngày. Trước thì biết nẹp bằng đinh inox đúng không? Vâng. À, đinh kim loại. Chị tháo nẹp được bao nhiêu ngày? Hình ảnh thông tin của chị thì chị gãy 1/3 xương đòn đấy. Sau khi tháo nẹp thì bệnh nhân của chị thì bị gãy xương gãy lại nhé. Không thì ngồi đi. Bác ở trong tí nhá. Nào, phải hạt gạo lên. Cho bác đi. Đúng không? Quay người ra. Bác ơi, bác đứng đằng sau mình đỡ đứng sau đi đây rồi. Dạ, đứng đây. Rồi, nhưng mà bằng bên kia. À, đứng đây rồi. Quay nhanh, hạ thì đi ngủ. Đứng đây thôi, đứng đây. Đứng cách này. Nó mới bao tuổi rồi? 58 tháng 5 à? Ừ. Hổ đấy. Chuột à? Ở đâu 86 mới hổ. Thân thủ như chuột này gây xước. Chuột xương nó giòn. Ừ, xương bé. Thế ta nhai xương chuột giòn. Không như có gì. Mình xương chuột đau nhất đúng không? Đau lắm. Mũi à? 1 tầm 2 là đang hoàn toàn không? Các bác ở đâu Thanh Hóa? Em Sóc Sơn ạ. Sơn à? Vâng. Đi lúc mấy giờ ạ? Đi lúc 4 giờ ạ. À đấy. Cái này khi nào được 2 tháng rồi mình tự bỏ ra được. Chắc thì nhé, có chịu tí nhưng mà nó tác động là tốt đấy nhé. Chắc thì nó. Nên về cũng vui, có chịu tắc thế. Có chịu. Đẩy xương ra. Đúng không? Xong rồi cái tóc rồi. Đúng không? Nhìn tay này. Nhìn cao đây. Đây kia. Ở đây kia. Cao nào. Đưa xuống nha. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Rồi, ok. Cái xương nó fit rồi nhưng mà về nhà
còn nấu cơm nước thì bê bác đi của chồng nấu nhá, nấu nhá. Khi cơm nào? Khi thổi ấy. Khi thổi tay nhiều hơn. Ông làm gì đâu được mà làm. Không làm gì cả. Không phải làm gì đúng không? Chồng đi gắn cho chồng đi làm đi. Anh ơi, đẩy cái xe đắt lùi ô tô lên anh ơi. Đi cổng. Tối đi về, tối. Bây giờ em hỏi anh, bây giờ em hỏi anh xuống nhà em chơi nhé. Rồi, xem quanh ảnh chị. Hoàn thiện. Cái này có phải đeo cái kia nữa, đeo cái gì? Không phải đeo cái đẹp số 8 cơ mà. Cứ đeo vào nhỉ. Người nhà là thì đồng nhiều nhá. Không cử động cái sai này. Cử động nhiều ấy, chỉ là anh hạn chế thôi. Này đây đây ông vừa có bà bạn đi rồi. À đây ạ. Đấy thì khởi nhá. Rồi nhà khởi được mà. Khởi cấp. Tắm rửa bỏ ra được mà. Tắm rửa mà nó vui được mà nhé. Mình sợ lấy cái phí khó mà. Khó là giảm tí nhé. Ngày một ngày thứ nhiều lần nhé. Một tí có 2 hỏi. Tí rượu trắng này. Vâng, chào chị xong rồi. Vâng, chào chị nhé. Chào chị nhé. Đừng làm bị nặng nhé. Hôm nay em xuống phát hiện hình ảnh của chị về một ngày trước. Chị về 3 xung đòn. Xong bổ thiết định và tháo đinh ra thì lại bị gây nại đó. Sau khi chị gây lại thì nhà thuốc điều trị mấy tháng. Hiện tại chị khỏi được 3 năm rồi. Em dạo ấy. Giờ chị làm việc bình thường nhỉ? Chị đưa tay cho em lên. Chưa chứ. 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 Chưa trước chỉ gây bên trái đúng không? Nhưng mà chỉ là ngày trước chỉ có 2 tháng đúng không? Đi kiểm tra xem là các hoàn toàn kia. Tiếp tục chỉ một thời gian sau thì đi kiểm tra khi nào báo rồi thì báo hiện tại thì khoảng 5 giờ đúng không? Chị làm việc mà bình thường nhé. Đau đớn còn chưa đem một lần 15 lần như này đấy. 15 lần. Bây giờ là chị làm cái gì? Giờ lái xe ấy là nấu cơm với bình thường hiểu không? Ngày trước chị gây lại thì cũng hoang mang nhiều không? Sợ lắm. Sợ lắm. Nửa đêm mới còn bị điện cho anh ấy. Dạ vâng. Sau khi chỉ có 2 tháng và đi kiểm tra pin là chưa gần căng hoàn toàn rồi. Là 1 2 tháng sau đi kiểm tra pin thì giờ là hiện tại căng hoàn toàn rồi. Và từ nay khoảng 1 năm rồi đúng không? Bây giờ 1 năm hôm qua thì làm việc bình thường hiểu không? Vâng. Hôm nay em cũng chỉ mặt nhà thuốc em cảm ơn chị nhé. Chị lại định cho khỏe. Chị ngày trước thì gầy rất là nặng đấy. Em mà cái này không có thì có hoàn toàn. Giờ em chờ chị ạ. Qua anh ngày Trần Phích Quang thể hiện bệnh nhân bị gãy dinh lệch 1/3 xương đòn, 2 đồng xương gây vát sắc nhọn dinh lệch đền trên và xuống dưới, kết hợp một mảnh xương bóc tách dinh lệch chống lên trên. Trình ở viện nằm mổ phẫu thuật để vít đinh. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp kỹ thuật nắn chỉnh, sau đó bỏ thuốc nam và cho bệnh nhân về nhà uống thuốc nam nhanh nhẹn xương. Tiên lượng
điều trị khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng 50 ngày là sưng đòn của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau khi bệnh nhân điều trị và đắp thuốc xong, phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, co duỗi và làm việc được bình thường. Này anh gây sưng đòn cái lần này ảnh hưởng xương cả vai nhé. Thế sau áo của anh hơi bị nặng một tí nhé. Anh đưa một sang kiểm nặng này nè. Hả? Khớp gối đang tràn dịch này. Anh đắp vào sưng đòn trước nhé. Anh dựng người lên trên lưng cái này. Ngoài mặt kia. Đi đây chị ơi. Đi đây. Đi cắt chặt rồi. Năm anh bao tuổi rồi? Hít thở lồng căng lên, hít lồng căng lên, thở ra. Mấy kia không phải đây. Nào. Không phải kia. Nào. Hít căng lên đi. Hít căng vào, thở căng ra, hít sâu vào. Hít căng vào, hít căng lên đi. Đau không em? Đau. Đau tí thôi. Đau tí hay đau gì ạ? Đây nhá, chị đây nhá, đây thì lá bó thì chị đáp đặt một cầm lưng giấy này. Mà ngoài đặt lưng giấy này. Đặt trực tiếp lên lá này, chị đây đây. Đó, sau đó dùng băng phun quần này nhá. Khớp gối dịch này thì đắp thuốc nhá, tiêu hết dịch nhá. Khớp gối, trước mới đầu này nào hết thở, không đắp được khớp gối nhá. Chị đây đây, đó, cuốn lỏng nào, đây. Cái động máu này thì em đắp cái vài 1-2 miếng là tan thôi nhé. Đó rồi. Đây là bó sao sao này nhé. Rồi mình đắp trực tiếp lên mặt đỉnh đầu nhé. Thế này đây. Đắp nước đi ăn, nước ăn uống có thể bỏ ra được nhé. Bỏ ra xong lúc sau này đắp à? Đắp. Đăng một vài miếng là tăng ngay mà. Năm ngày một miếng, đi đây. Quay cho đi quay, quay nhanh, đi đây, đi đây. Vẫn đến rồi đấy. Kim rượu bia nhá. Không nào rồi kia. Không cậu. Chào bác sĩ nhá. Vâng, con chào bác. Năm ngày thay cái thuốc một lần. Năm ngày nghiệp, năm ngày làm nghiệp. Bắt cơm nhỉ? Dạ. Ăn rồi. Ừ. Đúng rồi. Dạ. Đến tối.
dịch của khớp gối nhá, nguyên chân. À, nó dịch thì nó đang dịch, nó đang động tụ dịch là thầy trước em cho đắp này, cho uống nó tan nhé. Dịch khớp gối này, xương đòn đắp rồi này, đắp uống tầm hơn tháng hoàn toàn làm việc bình thường nhé. Anh xong rồi. Thầy gối đây con để cho uống uống nhé. Thế đắp thì kia mà những cái máu nó tụ kia là tan tan hết. Em chào anh. Hôm nay em xuống hóa điện hình ảnh của anh. Phải có ngày trước anh bị gãy xương đòn, chấn thương bả vai, cái là mình bị chấn thương sọ não và kèm theo bị tràn dịch khớp gối. Từ đó anh khỏi là mấy tháng nhỉ? Năm tháng. Vâng. Em hỏi là ngày trước anh có thuốc mấy tháng anh khỏi hoàn toàn? Có hai tháng. Vâng. Anh kể em về nguyên nhân vì sao anh bị tai nạn mà gãy xương đòn, với cả chấn thương sọ não, với bả vai, với cả xương không chảy khớp gối ra thịt này nặng như này. Do tôi bị tai nạn xe máy. Dạ vâng. Hôm đấy tối đi tai nạn thế là đoạn đường thế là va vào nhà người ta. Dạ vâng. Bị gãy xương đòn này. Dạ vâng. Chấn thương cái sơ não ở chỗ này. Dạ. Cả bị bả vai về đầu gối phải. Dạ vâng. Anh bỏ thuốc thì tổng cộng là 2 tháng anh khỏi hoàn toàn đúng không? Đúng rồi, 2 tháng khỏi và đi làm khỏi được 5 tháng này. Hiện tại hiện tại thì cũng đi làm được gần 1 tháng này rồi. Anh làm việc bình thường chưa? Cũng làm việc cũng bình thường rồi. Bây giờ các cái vị trí đầu này, vai, khớp gối của anh còn đau nữa không? Nói chung là thì nói chung là đã khỏi coi như là được gần 100% rồi. Cái khớp vai về xương đòn anh có đau nữa không? Không đau lắm. Không đâu. Thì hàng làm là bình thường rồi. Vâng. Bây giờ anh làm công việc hàng ngày anh làm những việc gì được rồi? Anh làm coi như là gần như là hết toàn bộ mọi việc. Bưng bê bây giờ cũng được rồi. Dạ vâng, anh đưa tay ngang cho em. Đưa cao đi. Đưa xuống. Đưa mạnh đi. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh đưa tay ngang đi. Ngang đây. Anh gấp vào. Rồi ra. Gấp vào. Rồi ra. Gấp vào. Rồi ra. Anh đưa tay ngang này. Đưa thẳng ra. Đưa ngang. Đưa thẳng ra. Đưa ngang. Đưa thẳng ra. Anh bắt tay. Đưa ngang ra. Bắt vào. Đưa ngang ra. Bắt vào. Đưa ngang ra. Bắt vào. Anh đứng lên cho em. Anh đưa cao vai lên, phù trượng. Đưa cao lên, phù trượng. Đưa cao lên, phù trượng. Đưa cao lên, phù trượng. Đưa lên, phù trượng. Đưa lên, phù trượng. Rồi anh ngồi ghế đi. Anh xoáy tay cho em. Xoáy mạnh vào. Xoáy mạnh vào. Anh xoáy ngược lại. Xoáy ngược lại. Rồi, anh vung tay ngang, vung tay ngược. Vung, anh vung hai tay đi em, vung cao lên. Vung cao hẳn lên. Anh khoanh tay vào. Rồi ra. Khoanh tay vào. Rồi ra. Khoanh tay vào. Rồi ra. Anh vung tay tròn tròn đi em. Đó. Rồi. Ngày trước mà đi viện thì viện có mổ trước này không? Không ấy. Ừ. Điều trị bảo tồn. Vâng. Bởi vì anh bị chấn thương vùng đầu mà không mổ nó. Vâng. Em xem bị gì bị gãy cho anh vậy? Hiện tại của anh là khoảng hoàn toàn rồi nhé. Vâng. Em hỏi là bây giờ anh bưng vang nặng có đau như này không? Bây giờ nó cũng không đau lắm. Không đau. Bình thường đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, khoảng hoàn toàn rồi nhé. Anh vay cái khớp gối này em xem nào. Ngày trước anh có sẹo ở chân mà. Đây. À, anh duỗi ra khớp gối này, gấp vào xem. Duỗi ra. Gấp vào, rửa ra, gấp vào, rửa ra, gấp vào. Anh đứng lên ngồi xuống được chưa? Đấy, bình thường rồi. Anh đứng lên ngồi xuống cho em đây này. Đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống. Rồi, anh ngồi ghế đi. Anh đưa tay cho em một lúc cái xương đòn em lấy hành tế mà. Đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa cứ mạnh lên. Rồi.
Rồi. Cái quá trình ngày trước anh bó thì mới đau, bó xương đòn anh có đau nó lên không? Không ấy. Không nó lên. Vâng. Giảm luôn. Vâng, nó giảm dần. Vâng, sau khi anh bó là 2 tháng anh tập cái chun mấy tháng anh được tay bình thường thế này? Tập 3 tháng. 3 tháng. Vâng. Thế là anh làm việc công việc chính của anh hàng ngày anh làm việc gì? Việc nói chung bây giờ là toàn việc tay chân. À. Và công ty là vào làm việc tay chân nhiều. Tay chân nhiều. Bây giờ chú ấy không vào đâu nữa. Làm bình thường nhỉ? Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Dạ vâng. Anh cảm giác làm cử động bình thường nhiều đúng không? Vâng. Dạ. Anh đưa ra em xoáy mạnh tay giúp em lấy ngày thực tế mà. Dạ. Xoáy mạnh. Xoáy ngược lại. Xoáy anh đưa tay ngang. Đưa ra. Dạ. Anh cứ bắt hẳn là co vai. Đó. Đưa tay ngang nha. Rồi anh đưa ngang rồi này. Ngang đầu. Đưa ngang nha. Rồi. Hôm nay em xuống hình ảnh của anh về gì ngày trước anh nghỉ. Về xương đòn. Như này rất là nhiều. Cái đó mình chấn thương sọ não. Và chấn thương bả vai. Đặc biệt là mình chặt khớp gối rất là nhiều. Hiện tại khớp gối anh đi làm được bình thường rồi đúng không? Ừ. Em hoàn thiện hình ảnh của anh. Thay mặt nhà thuốc thì em cảm ơn anh. Cho em bước chút thời gian cho em xin hình ảnh về hoàn thiện quá trình thực tế về quá trình điều trị khỏi gây xương đòn cái đầu chấn thương vùng đầu và ảnh hưởng đến xương gối chân nặng nhé. Cảm ơn anh nhé. Đấy tôi xin cảm ơn anh. Dạ vâng. Chăm sóc coi như là dạ. Cũng nhận của cho dạ, vâng. Tôi rất thời gian qua. Dạ vâng. Em chào anh ạ. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ vâng.